Tuấn Đăng Ba kính chào bà con nhá. Hôm nay em lại vào vườn của chị Duyên Tiên Sơn. Chị cho chị là 6 sao chanh dây thôi. Hôm nay chị nói là vào vườn với chị thì dịch cuộc tổng hại mệt. Chanh dây ở đâu kia cơ? Đấy. Tất cả bộ phần Sơn. Bà con ai có nhu cầu xịt chanh dây, cà phê, tiêu, cây rau màu thì liên hệ đội bảy Tuấn Đăng Ba nhá. Đó, nhanh chóng tiện lợi hiệu quả này, đỡ độc hại sức khỏe con người. Đây. Thôi. Cầm. Đi lại đâu được quá.
vải, thịt canh giấy, củ cải. Liên hệ đội vải Tuấn Hồng Vải nhá. Để ta đứng ra coi. Đó. Ở bên Đồng Nai. Đấy, có mấy bạn đang phun đó. Canh giấy đấy nhá. Đây được rồi.